Và bây giờ chúng ta sẽ lựa chọn đề đầu tiên, đó là phép cộng cho cháu. Xin mời cháu về ghế khiêu chiến. À, thưa quý vị, chúng ta sẽ bắt đầu chọn đề cho cháu. Và với cái đề cộng này thì xin mời chị Hồng Vân lên chọn đề ạ. Đây. Xin cảm ơn chị Hồng Vân. Chú mời con qua đây. Đây, chú cháu mình qua đây. Chúc con thành công nha con trai. Và tôi mời quý vị khán giả chơi trò chơi cùng với cháu là lấy điện thoại ra ngay lập tức cộng cùng cháu ạ. Thưa quý vị, và bây giờ thời gian 15 giây bắt đầu. Trong cái bộ óc đó bạn ấy suy nghĩ như thế nào, bạn ấy cộng trừ nhân chia ra làm sao mà bạn lại có thể nhẩm nhanh đến như vậy? Ủa, là xong rồi đó hả? Trời ơi trời, quý vị khán giả có ai bấm không kịp không? Em bỏ. Trời ơi trời, bấm còn không kịp làm sao thằng nhỏ nó tính ra? Ủa, nó xong rồi đó hả? Tôi nói thiệt, hồi nãy tôi nhìn không kịp. Em cũng bấm không kịp. Cầm cái máy vi tính tôi cũng bấm không kịp. Chứ đừng có nói tới là nó tính nhầm. Khán giả bấm cũng đâu kịp đâu. Không ai bấm kịp đâu. Ai bấm không kịp mời giơ tay. Không ai kịp hết trơn á. Không ai bấm kịp. Không ai bấm kịp trơn hả? Thậm chí là trong trường quay chúng tôi đã dở thử máy tính ra để tính thử, điện thoại ra để tính thử, không còn kịp nhập tất cả những con số vào, nó đã ra kết quả rồi. Tức là gì? Tức là những cái con người đặc biệt như vậy họ có khả năng là nhìn vào một cái như một cái máy ảnh, chụp rất nhanh và ghi nhớ luôn vào trong bộ não cái con số dài dằng dặc như vậy. Đáp án của chương trình, xin mời. Cái dãy số mình không được nhìn lại á, tức là nó sẽ biến mất khi mà mình đã cộng rồi á, thì sai một ly đi một dặm, mình chỉ cần sai cái số này là sai toàn bộ và không thể nào lặp lại được nữa. Và đáp án của cháu là 8. Một. Ba. Thưa quý vị, đó là đề cộng. Mời nhà báo Lại Văn Sâm lên cho đề cộng trừ. Đây là phép tính cộng trừ 20 số, mỗi số có 4 chữ số. Thưa quý vị, đây là đề cộng trừ nên cái độ khó đã tăng lên. Chúng tôi sẽ dành cho cháu 20 giây để tính cái bài toán này cho 20 con số. Vậy là dĩ chi mỗi một số chỉ tính trong vòng 1 giây. 20 giây bắt đầu. Đến như vậy, nó quá nhanh cho một cái dãy số như vậy ở đầu của một đứa bé. Mời đáp án của chương trình.
Và đây là đáp án của bé. Gia Hưng điềm tĩnh đến lạ kỳ, trong khi cả trường quay như muốn nổ tung vì hồi hộp. Liệu kết quả lần này sẽ là kết quả chính xác hay để lại niềm tiếc nuối cho chúng ta? Hãy cùng chờ xem. Mời đáp án của chương trình. Và đây là đáp án của bé. Ba. Bảy. Ba. Không một. Không một. Mà giết rất nhanh. Trời ơi, cái này là thách thức trí tuệ thật sự. Cái này thách thức máy móc luôn á. Thật sự lúc tôi cũng có thử nha. Tôi bấm thì đúng là mình chưa bấm xong thì là bạn đã có đáp số rồi. Chấp máy tính luôn, chấp khán giả luôn. Đầu tiên nên chọn anh cái đệ nhân em. Em vẫn không tin được. Em chọn đề số 8 đi. Thưa quý vị, chúng ta bắt đầu. Cảm thấy rất là hồi hộp khi mà thời gian để bạn ấy thực hiện cái phép nhân thì có lâu hơn cái sự kỳ vọng. Cá nhân tôi thì lại không nghĩ như vậy, bởi vì đó là cái sự thận trọng của em, mà tôi lại thích cái đó. Thời gian hoàn thành kết quả là 1 phút 16 giây thưa quý vị. Mời đáp án của chương trình. Đáp án của chương trình là 25.866.736. Và đáp án của bé là... Thử thách này cũng khá khó và con thấy nếu con đúng 5 trên 6 là cũng có thể chấp nhận được rồi. Hai. Năm. Tám. Sáu. Sáu. Bảy ba.
736. Sai một chút nào, một con số nào trong đó cả. Thì tôi không biết giải thích thế nào nữa. Các nhà khoa học có thể là giải thích theo cái cơ sở khoa học nào đấy. Nhưng với tôi thì đấy là một người đặc biệt, một thiên tài, một thần đồng. Nhức đầu không vậy con? Con có nhức đầu? Nhức đầu không con? Dạ không. Em hồi hộp quá. Tôi lo, tôi thương con tôi dễ sợ. Sĩ Thành chị hồi hộp quá, chắc cho nghỉ đi cho bể tim. Mời anh Nam cho em một đề chia, xin mời anh. Chia mới khó, chia mới dã man. Ôi trời ơi. Ở nhẩm cộng trừ nhân mình thấy là nó đã quá khó rồi. Mày làm một cái con số có quá nhiều dãy số là đã khó, lại còn khó hơn. Thưa quý vị, đề chia là một con số có 18 chữ số chia cho một số có 15 chữ số ạ. Tôi chọn đề số 8. Chúng ta có đề số 8 đến từ giám khảo Thành Nam. Mời con. Cái gì vậy? Ủa? Cái gì vậy? Ê, từ từ, cái gì? Trời ơi, cái gì vậy? Ủa, gì? Trời ơi trời, con làm cái gì vậy con trai? Con bình tĩnh. Trời ơi trời, tôi muốn xỉu. Em còn chưa biết đọc số này sao. Thật sự luôn. Trời ơi trời, thiệt á, tôi không biết đọc cái số đó ra làm sao. Chưa nhớ được hết số. Và bây giờ chúng ta đến với kết quả của chương trình. Và kết quả của bé là số 6, con 1, số 6. Bằng thịt không phải máy. Trời ơi, sao mà mệt quá, bị mệt thiệt, phải công nhận mệt quá. Chị thấy chương trình hay chưa? Trời ơi cái gì vậy trời ơi, nó làm cái gì mà chị còn nhanh hơn nhân nữa. Quá kinh khủng khiếp. Những cái điều trước giờ mình nghĩ rằng là có những thí sinh mình cảm thấy là vô lý rồi, bây giờ nó còn
trên cả cái mức vô lý, thì không có cái từ nào diễn tả cái mức mà trên cả cái mức vô lý nữa. Có 11 giây ra con số này quý vị, 11 giây. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ đến phần khai căn với cái bậc dưới 50 thưa quý vị. Tôi xin mời Tóc Tiên đề toán khai căn chẵn. Có nghĩa là cái kết quả sẽ là một cái số chẵn. Đề số 8. Thưa quý vị, và bây giờ cháu sẽ triển khai căn chẵn và bắt đầu. Khi mà tôi xem ấy, tôi còn chưa đọc xong một nửa cái số chữ số ở trong cái con số dài dằng dặc như thế, nó đã ra kết quả rồi. Trời ơi trời. 11 giây quá trời nhanh. Trời ơi trời, cái gì vậy? 63 số. Một dãy số có 63 chữ số. Trời ơi, mình nhận diện nó thôi đã là một vấn đề rồi chứ đừng nói tới tính. Mời đáp án của chương trình. Em không dám nhìn anh ơi. Số 2 có một số 2. Thưa quý vị, một cái dãy số nó có tới gần 63 cái chữ số mà em nó tính chưa được 11 giây. Trời ơi trời, cái gì xảy ra với con vậy con trai? Cho chú Thành hỏi cái thực đơn hàng ngày của con nó bao gồm những gì. Con hay ăn cái gì nhất trên đời này? Dạ con cũng không may ăn gì lắm. Chú cảm thấy chột dạ hổ thẹn lắm. Khi tính như vậy con có phải vận dụng não bộ con nhiều lắm không? Có nghĩa là con có cảm thấy mệt mỏi hay là stress gì không? Hay là con vẫn tính trong hạnh phúc? Dạ con vẫn tính trong hạnh phúc. Còn một thử thách nữa thưa quý vị, là triển khai căn bậc lẻ. Có nghĩa là cái số kết quả nó sẽ ra một cái số thập phân nào đó. Thí dụ như 32,46, 15,23, tôi nói ví dụ vậy. Mà lấy cái con số nó nhân lên chính nó nhiều lần ra một cái dãy số. Quý vị ơi, cái điều đó nó khủng khiếp vô cùng. Chứ không phải là ra một cái con số chẵn như vậy thì mình nói nó làm gì. Và một lần nữa mời giám khảo khoa học Trần Thành Nam lên dành cho cháu một cái đề cho thử thách cuối cùng này thưa quý vị. Chọn đề số 10. Cái khai cân bậc lẻ đó là có lẽ là cái đúng nghĩa là giọt nước làm tràn ly, đỉnh điểm cú penalty cuối cùng của một trận đấu. Đá banh hay là gì hồi hộp hơn luôn á. Như đá banh penalty á chị, giống thiệt gì? Luôn á. Và cú sút cuối cùng. Thưa quý vị, chúng ta chuẩn bị cũng là tính giờ cho thử thách cuối cùng này. Chú mời con.
Và thời gian bắt đầu. Thưa quý vị, 39 giây. Em không dám nhìn. Tôi muốn bố vị giám khảo nắm tay nhau trong cái phút này. Nếu thật sự cậu ấy làm được cái điều này, chúng tôi tự hào lắm. Không biết bạn có thi đấu cuối cùng hay không, nhưng chúng tôi tự hào lắm vì được ké làm đồng bào của bạn. Máu đỏ da vàng, tôi là người Việt Nam. Dù đi năm châu, cho dù về nơi đâu, chiều trái tim này cũng hóp chung câu Việt Nam. Mời đáp án của chương trình. Oh my god. Trời ơi, không dám nhìn luôn. Em không nhìn đâu. Nó là 8,618837392702. Tôi không biết đọc cái con số này như thế nào luôn. Thôi em dám nhìn đâu. Chúng ta chỉ cần đúng một số đầu là gọi nhật đúng. Tại vì số thập phân thưa quý vị, những cái con số còn lại nó nhỏ lắm, nó nhỏ khủng khiếp. Và đáp án của cháu là 12 tuổi. Khán phòng vỡ òa mà Tiên thực sự lúc đó cảm thấy là tự hào, cảm thấy mình may mắn khi mà mình được có mặt ở ngay tại hiện trường lúc đó để chứng kiến cái khoảnh khắc đó. Con là người Việt Nam, cái thế hệ của con chắc chắn con sẽ là niềm tự hào của cái đất nước này. Cảm ơn con rất nhiều. Cảm ơn con nhiều lắm. Xin cảm ơn nghệ sĩ Hồng Vân. Xin mời nhà báo Lại Văn Sâm ạ. Chú tự hào về cháu. Chú chỉ biết nói thế thôi.
Và tất cả chúng tôi yêu cháu. Tất cả chúng tôi rất vui và hạnh phúc khi cháu có tên ở biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam. Chương trình trường thực tế nó diễn ra trước mắt mình và tự nhiên nó kích thích cái lòng yêu nước của mỗi con người được tham gia cái chương trình này. Bởi vì con người Việt Nam đấy, con cháu của chúng ta đấy, mà nó có những cái biểu hiện, những cái không thua kém bất kỳ một siêu trí tuệ nào trên thế giới cả. Và tôi hy vọng là khán giả truyền hình cũng có những cái cảm nhận như vậy khi xem cháu Gia Hưng của chúng ta. Bên cạnh cái sự tự hào mà còn xen lẫn rất là xúc động. Xúc động là bởi vì một bạn nhỏ rất điềm tĩnh trải qua 6 thử thách cực kỳ khó như vậy. Và cô chỉ muốn mong rằng là Gia Hưng, con phải sẽ tiếp tục phát triển cái tài năng của mình. Dù 10 hay 20 năm nữa con vẫn sẽ yêu toán học như một Gia Hưng năm 12 tuổi đang đứng trước mặt cô hiện giờ. Chúc mừng con. Dạ, cảm ơn con. Mà tại sao tôi rơi nước mắt thì thưa quý vị là chưa bao giờ tôi cảm thấy yêu nước như thế này. Tự hào là người Việt Nam thật sự luôn. Mình có thể tưởng tượng được là một ngày nào đó cháu nó đứng ở một cái diễn đàn của thế giới mà nó nhận được giải nhất của một cái bộ môn mà nó siêu trí tuệ như thế này thì thật sự quý vị mình không biết nói như thế nào. Và xin mời bố của cháu sẽ cùng lên sân khấu để chia sẻ với lại quý vị khán giả về cách mà anh đã nuôi dạy một tài năng như thế này. Dạ, xin chào anh. Dạ, anh có thể đứng gần cháu ạ. Thưa anh có thấy từ khi nào anh có cảm giác là con mình nó có những cái biểu hiện rất là đặc biệt này không thưa anh? Xin chào anh Tấn Thành, xin chào ban giám khảo cũng như là toàn thể khán giả ở đây. Dạ, thưa anh là thực ra thì từ bé cho đến lớn thì nó cũng có một cái cảm giác nó là học sinh sáng dạ. Nhưng mà cái sự đặc biệt thì cũng chỉ mới nhận ra được khoảng gần hơn một năm nay thôi. Nếu mà nói xét ra thì từ ngày nó đến với cả chương trình siêu trí tuệ, mình đi vào khám phá lĩnh vực này. Còn ngày xưa nó học các toán tư duy thì nó học ở mức độ rất là cơ bản. Cộng trừ nhân chia hai số, đây là khai căn bậc hai. Có nghĩa là cái thử thách thứ 5, thứ 6 vừa rồi là cháu nó chỉ mới nghiên cứu khi nó được mời tham gia chương trình này thôi ha. Cả 3 thử thách cuối cùng, chia 18 số, chia 15 số, rồi là khai căn. Và khai căn là cháu nó mới nghiên cứu gần đây. Khi đến với cái chương trình siêu trí tuệ rồi thì cháu mới biết là cái yêu cầu chương trình siêu trí tuệ rất là cao. Và cháu xem các cái chương trình video YouTube ấy thì cháu mới thấy được là các cái tuyển thủ trên thế giới họ làm được những phép tính rất là tốt. Và từ đấy cháu mới nghiên cứu được khoảng 1-2 tháng nay thôi. Bây giờ thì tôi cảm thấy lạc quan vô cùng vì cái trận đấu cuối cùng mà đội tuyển Việt Nam thi đấu với đội tuyển nước nào đó trên thế giới. Chúng ta có quyền tự hào mà nói rằng là trí tuệ Việt Nam không hề thua kém trí tuệ thế giới. Và cháu thực sự mà tự nhiên nó tìm ra những cái cách giải và tự nó nghiên cứu, tự mày mò và cứ thế thôi. Bây giờ mình ở nhà mà mình bảo nó đừng học nữa cũng khó. Và giải trí của nó là chơi cờ chẳng hạn. Thế còn bây giờ bảo nó đừng học nữa là một việc khó. Thưa quý vị, tôi thì tôi vẫn luôn luôn nghĩ như vậy. Có những người được sinh ra để làm một sứ mạng nào đó. Và nó đúng trong trường hợp này. Mà một lần là Hưng có ước mơ gì chưa? Kể chú Thành nghe coi. Dạ con có ước mơ là làm về trí tuệ nhân tạo AI. Trên tàu gì? Trí tuệ nhân tạo. Một cái mà thường là sẽ robot làm. Nhưng mà con muốn nghiên cứu về artificial intelligence của người. Trời ơi, cái gì vậy con? Thưa quý vị, và bây giờ chúng tôi sẽ được mời thầy Trần Phương trở lại sân khấu. Thưa thầy có cái chia sẻ gì về cảm xúc của thầy khi mà thầy gặp cái bạn nhỏ này không? Mặc dù em biết là thầy đã gặp rất nhiều bạn thần đồng rồi. Thực ra thì gia đình của bé Gia Hưng thì cũng là một gia đình viên chức thông thường như hàng triệu các gia đình của Việt Nam. Nhưng mà có một điểm khác biệt là anh ấy phát hiện được ra khả năng và tạo điều kiện, tức là học cùng với con
là biết tạo điều kiện cho con, khơi gợi cho con cảm xúc đam mê. Thì cái điều đấy là nếu như các gia đình của Việt Nam noi gương cái gia đình của anh ấy thì chúng ta sẽ tạo ra được rất nhiều cháu bé như Gia Hưng. Một cái tương lai chắc chắn cháu sẽ trở thành thiên tài, nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, phụ thuộc vào gia đình, phụ thuộc vào xã hội, phụ thuộc vào cả cái đất nước này nữa, có đầu tư cho những con người tài năng như thế hay không. Và hy vọng, tin tưởng rằng là chúng ta sẽ không bỏ sót những tài năng như vậy. Thưa quý vị, từ nãy giờ chúng ta xem rất là nhiều những điều kinh ngạc cho sân khấu của siêu trí tuệ Việt Nam. Nhưng tôi vẫn muốn hỏi cái cảm xúc của anh Trần Thành Nam, không biết là hôm nay anh thấy thế nào về cái trường hợp này. Vâng, tôi cảm ơn câu hỏi của anh là anh hỏi về tôi về cảm xúc hiện tại. Bây giờ trong tôi đang có một cái câu nói mà nó lặp đi lặp lại: siêu trí tuệ thế giới có gì, siêu trí tuệ Việt Nam có đó. Siêu chiến binh thế giới có gì, siêu chiến binh Việt Nam có hơn. Và tôi hoàn toàn tin tưởng rằng Gia Hưng sẽ là một đối thủ đáng gờm với bất cứ một tuyển thủ nào trên thế giới. Lúc đấy thì chúng ta không cần phải phân tích gì về độ khó nữa. Đây chính là một tuyển thủ đáng gờm của bất cứ chiến binh siêu trí tuệ nào của các nước trên thế giới. Và xin mời điểm số từ giám khảo khoa học. Ba mươi lăm điểm, thưa quý vị. Cho tôi có một cái lời giải thích một chút vì cái điểm độ khó mà tôi đã cho tiết mục của Gia Hưng. Dạ không vâng. Phải là tuyệt đối. Khi ba giám khảo đã cho điểm tuyệt đối rồi, nếu tôi cũng cho điểm tuyệt đối thì đây là điểm cao nhất của chương trình siêu trí tuệ Việt Nam. Điều tôi mong muốn và muốn gửi gắm đến Gia Hưng là những kỷ lục sẽ bị phá bởi những kỷ lục, những đỉnh cao sẽ bị chinh phục bởi những đỉnh cao. Và tôi hy vọng những kỷ lục ngày hôm nay sẽ được chính em phá nó trong tương lai. Đó chính là lý do tại sao tôi đã cho điểm 9. Chúc mừng con, Gia Hưng, thành viên mới của biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam. Xin mời nhà báo Trần Thành Nam và nghệ sĩ Hồng Vân sẽ đại diện cho chương trình gửi tặng cho cháu suất học bổng và kỷ niệm chương. Cảm ơn cô. Và đây là của Gia Hưng. Thưa quý vị, Gia Hưng, thành viên mới đầy triển vọng, đầy sáng giá của đại gia đình siêu trí tuệ Việt Nam. Mời con. Tôi đây thật phi thường. Tôi bây giờ đây kiên cường. Khi tôi là chính mình, người ngư sẽ ngước nhìn. Tôi đây thật phi quý vị, Gia Hưng. Khi ánh sáng chiếu vào